Thì hôm nay mình giới thiệu con dao thái này. Con dao thái thép VG10. Thì hàng này thì là cũng là hàng mình đặt ở trên mạng về, cũng là hàng của xưởng, nhưng mà xưởng ấy là xa nên mình không tự đi mua được, thì mình đặt về. Thì con này thì cũng có khách order rồi nên là mình lấy về luôn. Thì tiện thể có dao trong người thì mình giới thiệu qua. Thì con này là thép VG10. Thép VG10. Lưỡi dài 18 cm, tổng chiều dài là 30,5. Thì con này là cán gỗ nhé, cán gỗ tán đinh 3. Đấy, cái dạng tán đinh này thì không bao giờ sợ bị tuột lưỡi, với cả cán thì được nối liền luôn đấy. Đây là đoạn thép giữa lưỡi và cán này nối liền luôn này, được tán đinh thì rất là chắc chắn. Cán là cán gỗ nhé. Thế mình rút vỏ ra. Thế thì làm video là cho anh em chiêm ngưỡng con dao. Thấy rõ đường vân của loại thép này chưa? Đây là thép VG10 nhé. Cái loại này thì nó không pha thêm cái thép Dama spoon lên vào nên là nó không được đẹp mã, nhưng mà được cái chất thép của nó vẫn là chất thép cứng nhé. Đấy, đây là các lớp thép này. Đấy, thì mình xin kết thúc video ở đây nhé. Thì bạn nào mua cái loại dao này thì liên hệ cho mình. Xin kết thúc video ở đây.